trở lại với kênh channel của Vietupdate. Và như các bạn đã thấy, hôm nay trên tay mình đây đó chính là siêu phẩm mới ra dòng S của nhà Samsung năm 2019 khiến hàng loạt fan thèm thuộc. Đó là Samsung Galaxy S10 phiên bản Mỹ, còn bên đây đó là Samsung Galaxy S10 phiên bản Hàn. Và hai em này đang có mức giá trên 11 triệu đồng, cụ thể là 11.790.000 đồng dành cho phiên bản Mỹ, còn 12.690.000 đồng dành cho phiên bản Hàn. Và các bạn biết gì không? Mình tính mua. Nếu như mà các bạn nghĩ là wow, Rickit lại đi làm reviewer ư? Thì đúng rồi đó. Và các bạn thân mến, hôm nay thì mình sẽ thay trời hành đạo trả lời cho các bạn câu hỏi hơn 11 triệu chúng ta nên mua phiên bản Mỹ hay là phiên bản Hàn. Đầu tiên mình sẽ đến với đặc điểm chung của nó. Thứ nhất là máy xách tay. Và máy xách tay thì nó sẽ có một cái đặc điểm là giá rẻ hơn rất là nhiều so với cái phiên bản Samsung Galaxy S10 bản chính hãng của Samsung Việt Nam bán ra. Và thứ hai nữa là về cái ngoại hình, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta vẫn có ngoại hình giống y hệt nhau mà không có một cái đặc điểm gì có thể dễ dàng phân biệt cả. Một cái điều lưu ý là Samsung Galaxy S10 phiên bản Mỹ thì chúng ta sẽ có thêm một chữ logo là Samsung Galaxy S10 để có thể dễ dàng nhận diện anh em hàng Mỹ hơn. Còn Samsung Galaxy S10 phiên bản Hàn thì tất nhiên nó màu trắng ngọc trinh như thế này, không hề có một cái gì ngoài logo của Samsung cả. Và nhìn tổng quát thì chúng ta vẫn thấy là hai máy này có 3 camera ở đằng sau và một camera selfie ở đằng trước, và màn hình nó cũng như vậy thôi. Đó là cái đặc điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được. Và cái thứ ba đó chính ngoài hai cái đặc điểm chung ở trên, đó là Samsung Galaxy S10 phiên bản Mỹ hay là phiên bản Hàn thì nó đều có những cái ưu điểm ở cái thị trường của họ riêng. Bằng việc đó, nó có rất là nhiều app rác cũng như là app chung đến từ nhà mạng mà chúng ta hoàn toàn có thể xóa điều này đi, các bạn hãy yên tâm nhé. Và các bạn thân mến, chúng ta đang có được cấu hình đặc điểm chung của hai sản phẩm này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta đang có được màn hình Dynamic AMOLED 6.1 inch với độ phân giải là 1440x3040, và đồng thời ở đằng trước cũng như đằng sau sẽ là sự hỗ trợ của kính từ lực Gorilla Glass 6, HDR10 cũng như là Always On Display là chất lượng. Và chúng ta tất nhiên sẽ có sự hỗ trợ của hệ điều hành mới nhất của Android có được, đó là Android 9.0 và giao diện One UI. Và ba camera ở đằng sau này nó sẽ có đồng thời chất lượng là 12MP, 12MP và 16MP. Và flash LED thì cũng được thiết kế ngay cạnh ba camera này luôn, và mình đánh giá đây là vị trí cực kỳ thích hợp. Và các bạn có thể thấy là camera ở đây cũng không hề lồi một chút xíu nào, rất là thẩm mỹ đúng không nào. Và camera trước thì sẽ có độ phân giải là 10MP, nó không giống như là Samsung Galaxy S10 Plus, nó sẽ có hai camera selfie. Như em này chỉ có một camera selfie thôi, nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt các bạn nhé. Và trôi qua nhanh những cái điểm giống nhau thì chúng ta sẽ tới ngay với cái điểm khác nhau duy nhất giữa bản Hàn và bản Mỹ, đó chính là con chip. Tùy theo cái xu hướng thị hiếu của khách hàng ở mỗi thị trường khác nhau mà Samsung thì họ đã đưa ra những cái quyết định chạy con chip khác nhau. Đối với thị trường Mỹ thì tất nhiên chúng ta sẽ có được sự phục vụ của con chip mạnh nhất, đó là Snapdragon 855. Còn đối với thị trường Hàn cũng như là thị trường châu Á khác thì nó sẽ là con chip Exynos 9820. Và hai con chip này nó tạo nên cái sự khác biệt và khiến người dùng đắn đo là không nên biết là nên mua bản Hàn hay là mua bản Mỹ. Vì sao? Bởi vì con chip Snapdragon nó luôn tối ưu hóa cho game cũng như là đa nhiệm tốt hơn. Còn đối với Exynos thì nó sẽ mang lại cho các bạn một cái khả năng lướt web nhanh hơn, vi vu hơn và chất lượng giải trí tuyệt vời hơn. Cho nên là bây giờ mình không thể nói không được, mình đã so sánh AnTuTu ở đây rồi, các bạn có thể cùng xem qua nhé. 2000 years later. Và các bạn thân mến, như các bạn đã thấy ở đây mình đã chấm điểm kịp rồi. Đó là đối với con chip Exynos 9820 của bản Hàn thì chúng ta đang có mức điểm đó ít hơn một chút xíu so với bản Mỹ, đó là hơn 319.650 điểm. Còn đối với phiên bản Mỹ thì chúng ta đang có một số điểm vượt trội hơn, đó là hơn 352.000 điểm, và cụ thể đó là 352.457 điểm. Thì các bạn thấy như thế nào? Chúng ta đã có rõ ràng là một cái kết quả, đó là bản Mỹ thì nó sẽ tối ưu hóa cho game tốt hơn đúng không? Đồ họa nó cũng sẽ tốt hơn. Còn đối với phiên bản Hàn thì chúng ta có được cái ưu điểm riêng, đó là màu sắc nó đẹp hơn, mà ngoài ra thì nó cũng cho chúng ta cái khả năng lướt web và đa nhiệm nhanh hơn. Và ở đây thì mình đang có bảng xếp hạng AnTuTu của những con máy cao nhất, và chiếc Samsung Galaxy S10 của chúng ta thì nó đang đứng vị trí thứ 10, vừa trong top 10 đó các bạn. Còn vị trí cao nhất thuộc về OnePlus 7 Pro. Các bạn có thể tham khảo cái này trong danh sách ứng dụng của AnTuTu ha. Và mình nói từ này quá là nhiều về ưu điểm chung của hai sản phẩm này rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói nhược điểm ra để có thể phân biệt và đánh giá thử xem nào. Đầu tiên là vì nó là máy xách tay nên các bạn đừng mơ tưởng đến việc là nó sẽ sử dụng hai sim các bạn nhé. Nó chỉ sử dụng được một sim duy nhất mà thôi.
Nhưng mà cái đặc điểm riêng đó là nếu như với bản Hàn các bạn không sử dụng thẻ nhớ thì chúng ta vẫn có thể độ được lên 2 SIM bình thường. Còn bản Mỹ thì never never các bạn nhé, chỉ sử dụng được 1 SIM duy nhất, và đồng thời cả hai cái phiên bản này á, nó đều không có được Samsung Pay và Samsung Gift để các bạn có thể sử dụng, bởi vì nó là theo cái quy định của nhà mạng. Cho nên là nếu như mà các bạn bỏ qua hai cái ứng dụng này, một số người thì ok fine, nhưng mà một số người thì hơi là tiếc đấy. Wow, và chốt lại vấn đề các bạn nhé, từ nãy giờ thì tôi đã nói quá là nhiều ưu điểm về nhược điểm, so sánh hiệu năng các kiểu, thì mình sẽ chốt lại vấn đề như sau. Nếu như bạn đang cần một chiếc máy Samsung Galaxy S10 giá rẻ hơn ở Việt Nam và giá rẻ nhất đi, và đang có cấu hình mạnh mẽ nhất, thì chúng ta hãy chọn ngay phiên bản Mỹ, bởi vì em nó tối ưu hóa và đồ họa cho game là chuẩn không cần chỉnh luôn. Và ngoài ra thì nếu như mà bạn đang có cái nhu cầu có thể sử dụng được lên 2 SIM và giá nó rẻ hơn so rất là nhiều so với cái bản chính hãng được bán ra và màu sắc trẻ trung tinh tế hơn, thì không còn gì ngần ngại nữa, chúng ta hãy chọn ngay phiên bản Hàn nhé. Còn nếu như mà hỏi lựa chọn của tớ thì tớ thích bản Mỹ hơn, bởi vì tại sao? Tớ thích chơi game nhiều hơn. Một đứa con gái ngày hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có, nó đéo hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Đến vừa rồi là đánh giá nhanh của mình về so sánh Samsung Galaxy S10 phiên bản Mỹ hay là Samsung Galaxy S10 phiên bản Hàn. Trong tổng giá trên 11 triệu của chúng ta nên quất em nào hơn các bạn nhỉ? Và mình hy vọng rằng những cái bài đánh giá so sánh và trải nghiệm nhanh của mình sẽ phần nào giúp các bạn tháo gỡ những cái thắc mắc của mình nên mua bản Mỹ hay là phiên bản Hàn. Riêng về phần cá nhân tớ nhá, tớ sẽ nghiêng về em Mỹ nhiều hơn, bởi vì tớ thích cấu hình mạnh cũng như là chơi game và đa nhiệm mượt các bạn nhé. Và hai em này đang có giá cực kỳ tốt tại cửa hàng Viettablet. Em Hàn mà thì đang có giá là 12.690.000 đồng, còn em Mỹ là 11.790.000 đồng các bạn nhé. Hãy vui lòng click vào link bên dưới và đừng quên ở phần comment cũng như là nhấn like, subscribe cho kênh channel của Viettablet. Còn bây giờ thì xin chào.